Chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một món mới, đó là bánh bông lan các bạn. Bánh bông lan này thì mình làm từ cái bột làm sẵn các bạn. Cái này nó có đường, mình chỉ cần trứng với nước với dầu thôi các bạn. Cái này nó có công thức sẵn hết rồi, là nửa một cup nước thôi các bạn, với nửa cup dầu, với ba cái trứng. Thì mình làm cái bánh này á, thì mình có cần là cái khuôn nè các bạn. Cái khuôn này mình lấy là cái khuôn là 9 inch trịch nè, với 2.5 là chiều cao á, các bạn, 2.5. Nếu mà cái khuôn mà nếu mà tính về cm á, thì nó là 22 cm với 7 cm đó các bạn. Còn nước á, là một cup nước. Một cup nước thì nó tương đương với là 235 ml, với nửa cup dầu là 120 ml các bạn. Bây giờ bắt đầu mình đánh mở bột ra ha các bạn. Cái bột này nó bỏ đường, bỏ đồ sẵn hết rồi. Gói bột nó vậy nè các bạn, nó pha sẵn. Mình chỉ đổ đánh trứng rồi bỏ bột chứ bỏ dầu bỏ đồ vô là được rồi, không có cần, rất là tiện. Cái trứng này thì mình lấy mình đánh, mình bỏ luôn vô luôn, mình không có cần tách chồng trắng chồng đỏ gì hết các bạn. Sau đó các bạn đánh sơ cái trứng ha. Bây giờ mình đánh ha. Cái này các bạn đánh từ khoảng từ 3, từ 2 tới 5 phút. Mà nếu như mà các bạn muốn cái xới nó, nếu mà các bạn đánh ít á thì cái xới nó to, còn nó ra bánh là cái xới to. Còn nếu mà các bạn đánh nó khoảng chừng 5 đến 7 phút á, thì cái xới nó ra nó mịn như là cái bánh bông lan, mà bánh bông lan thường mà người ta bán ngoài chợ đó các bạn. Bây giờ bắt đầu mình chế nước vô ha, sau đó mình đổ dầu vô. Cái này mình lấy dầu là nó không có chưa tới đầy mà nửa cup các bạn. Tại vì khi các bạn bỏ dầu tùy theo các sở thích của các bạn, nếu các bạn bỏ dầu nhiều á thì cái bánh á, nó rất là mềm, nó không có bị khô, nó kêu bằng là moisture, là nó xốp xốp, nó ướt các bạn. Còn nếu như mà các bạn đánh theo cái bỏ dầu ít á, thì cái lượng bánh ra bánh bông lan nó như là cái bánh mà người ta bán ngoài chợ vậy đó. Đó mình đổ bột vô luôn ha, bạn đổ từ bột vô. Cái bánh này có một cái là nó làm nó bỏ đường hơi ngọt đó các bạn, nhưng mà nó rất là tiện. Chỉ làm chừng 10 tới 15 phút là có ổ bánh ăn rồi các bạn. Sau đó các bạn tăng độ lên chút xíu nha. Cái này không có cần tóc còn trắng còn đỏ gì hết. Thank you.
các bạn đánh khoảng chừng 3 phút thôi các bạn. Nếu mà các bạn mua không có muốn nó bị xốp quá, nứt bánh á, tại vì trong bánh này nó có bỏ bột nổi nhiều lắm đó các bạn. Các bạn đánh vậy là được rồi nè. Bây giờ mình đổ vô khuôn ha. Sau khi mình đánh xong rồi nè các bạn, bây giờ mình đổ vô khuôn ha. Cái khuôn này là mình đã thoa dầu hoặc bơ, nếu các bạn bỏ có bơ thì thoa bơ cũng được, không ấy thì thoa dầu ha. Bây giờ mình đổ vô ha. Các bạn mở lửa chứa khoảng 10 phút và các bạn để lửa. Cái này là nướng thì để lửa là 350 nếu như mà lò lớn. Còn nếu như lò nhỏ thì các bạn để 325. Cái này nướng trong vòng từ 30 phút tới 35 phút. Xong mở lửa cho nó nóng lò trước á. Sau đó các bạn quậy sơ đặng cho mấy cái bong bóng các bạn nó bể ra ha. Có thể lấy cây đũa bạn quậy cũng được. Bạn quậy quậy cho nó bể cái bong bóng ra cho nó mấy cái bọt khí đó các bạn. Vậy là được rồi. Sau đó các bạn dọng xuống chừng 2-3 cái rằng cho nó thấy. Khi các bạn giọng lên các bạn thấy cái bọt khí nó lội lên không? Đó, bạn xoay cho nó bớt giảm bớt cái bọt khí. Bây giờ bắt đầu mình bỏ vô lò mình nướng ha. Sau khi bánh nó nguội rồi nè các bạn. Bây giờ mình cắt cái hình này là giấy á các bạn xếp lại, các bạn cắt ha, xếp thành 8 góc á, rồi xong rồi cắt ra. Bây giờ mình rắc bột đường lên ha các bạn. Để cho nó xếp xuống chút xíu. Cái này là đường mình đã xay nhuyễn á các bạn. Giờ mình bỏ vô trong cái rây này á, mình rây xuống cho nó lắp cái lớp dưới lớp bông á các bạn, để mình làm thành cái bông á. Bạn phủ cho nó lên cho nhiều thì nó kết thành ở dưới nó mới thấm xuống được rồi các bạn.
phủ lớp chocolate lên ha các bạn. Món bánh bông lan của mình bây giờ đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã bỏ thời gian ra xem video của mình. Nếu các bạn thấy video mình hay, thích thì nhớ like, subscribe và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Hẹn các bạn video tới ha. Bye bye.